allá. ¿Se lleva? Mà để kinh loại căn đây bà cô. Chị phang luôn luôn. Tôi ly này. Tôi không tôi cãi được cái kinh này không ăn, tôi em này cái này ăn thôi. Tám kinh tôi hơn nó này bố hơn nó chắc ít đó. Tám kinh đây đứa. Con hơn ăn hết một cái bánh vàng. Một cái bánh vàng ăn ngon lành không một hôm á, nhỏ nhỏ nhỏ. Cái mà cái nấm kim tiêu luôn này. Tôi mà bay cái thằng mình nó thôi đẹp 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 đó. Cái này. Bà bánh không có làm đâu nhá. Bà lạc vào không ăn nữa. Giờ cuối nào. Về đây. Bà lạc làm về nhà bà cụ đang hóa ba luôn. Chào Phong, bye bye. Em bé ngồi đấy. Bye bye. Em bé ngồi đấy. Mà em bé ăn bánh ở đây à? Bánh của em bé. Để kế cho em bé vào lấy. Con ăn rồi mà. Con đi về thôi nào. Mà mình ơi. Chào Nhung đi. Chào ai? Chào bác. Chào bác. Ừ, chào nhé. Bác nhé. Quán Thái. Không về. Không về nha, hẹn gặp mai gặp lại nha. Ngoan nghe nhỉ. Không biết ở nhà nghịch không? Nghịch lắm. Nghịch lắm. Nghịch kinh khủng. Nghịch khủng khiếp luôn. Mấy tuổi rồi mà chưa đi nhà trẻ, chưa đến là nhỉ? Nó lúc kia đăng ký nó chưa đủ à? Chưa đủ tuổi nó nhận rồi. Chưa đủ tháng là nó không nhận rồi. Bây giờ mới được 2 tuổi. Chuyện nhỏ cái đâu hết rồi chị Nhung? Chuyện nhỏ bọn trẻ con.